Vâng, em xin chào các anh. Này, nay thì em lại xả một cái con giải mã của Onkyo nhé. Con này là công suất kiêm giải mã. Mã của con này là con Onkyo FLN7X, dòng đời cao của Onkyo nhé, dòng đời cao luôn. Con này thì vỏ viết còn ok, mặt mũi cũng còn khá là ok. Đấy, có điều hơi đáng tiếc một tí là nó về thì có cái phần nhựa ở bên 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 đây. Đấy, hai cái bên góc máy đây nó hơi bị mất một ít này, quá trình vận chuyển về nó va chạm mất một tí. Thế mà nếu nhìn thẳng như thế này thì nó cũng chả ảnh hưởng gì cả. Đấy, nhìn thẳng như này nó chả ảnh hưởng gì cả nhé. Đấy. Ok chưa? Đấy. Còn đây là đằng sau máy cũng như là các cái vỏ máy. Đấy. Thì còn đẹp ok luôn nhé. Đấy. Được chưa? Con này là con Onkyo N7X này. Đấy. Công suất của nó là 46W điện 100V, hàng sản xuất tại Nhật luôn nhé, Made in Japan này. Và con này thì mình có thể kết nối loa vào đây đấy, và công suất của nó để mình nghe nhạc từ máy tính, từ điện thoại, từ đường quang TV ra. Đấy. Thì máy tính điện thoại mình có thể cắm vào các cái đường như là dock in hoặc tệp in ở trên đây. Thì mình cắm, ví dụ như mình cắm điện thoại vào đường dock in thì mình chuyển đường dock in để nghe điện thoại. Mình cắm máy tính vào đường tệp in thì mình sẽ chuyển sang tệp in để nghe từ máy tính ra. Còn nếu như chỉ nghe điện thoại hoặc nghe máy tính thôi thì các anh có thể cắm một trong hai đường này đều được. Cắm đường nào thì nhớ chuyển đúng đường đấy. Ví dụ em cắm vào dock in thì em sẽ phải chuyển đúng đường dock in này thì sẽ có tiếng ra từ con N7X này ra công suất nhé. Này. Này. Anh ấn nút input ở đây và chuyển đúng đường vào là đường 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 đốc này là sẽ có tiếng. Đấy, có được chưa? Đấy, đơn giản vậy thôi nhá, rất là đơn giản. Con này thì không biết là CD còn đọc không, thì bây giờ em sẽ thử xem nhá. Cái phần CD này cái cơ nó hơi khô nên là lúc nó vào có thể nó hơi bị ấy một tí, hơi bị kẹt một tí. Con này là không đọc đĩa rồi. Đấy, thì em bán con này là về các bác cắm điện thoại máy tính nghe nhạc nhé. Đấy. Được chưa? Đấy, phần cơ thì nó đang hơi bị khô. Đấy, đấy nhá. Thì con này thì bình thường ra là giá của nó nếu như mà đọc CD nha thì và không bị ở đây một tí xíu này. Đấy, với đây ở tí xíu này thì giá của nó là đi 1.450.000 thôi. Con này em bán bớt cho các bác 400 là 1.050.000. Đấy, bác nào mua thì liên hệ cho bên em nhé. Đấy, và con này đây mình có thể kết nối máy tính điện thoại qua các cái đường dock in, nai in đằng trước mặt này thì nghe nhạc nhé. Đấy. Đấy, con này nó xử lý tiếng bass nghe rất là hay.
đấy nhá. Đường drop in có chạy bình thường này, tức là đường điện thoại máy tính này. Còn bây giờ ví dụ mình muốn chuyển sang đường quang này để nghe nhạc từ TV smart ra này, đấy thì mình sẽ chuyển input sang đường digital này, sau đó mình phát quang ra là nó sẽ ra tiếng nhá. Phát nhạc từ đường quang ra sẽ có tiếng đó. Đấy. Đấy thì con này mình đang dùng là phát nhạc trực tiếp từ đường quang ra nhá. Dùng công suất con này để nghe nhạc từ đường quang này. Thì ngoài cái cách đó ra thì các anh có thể sử dụng con này như một cái giải mã quang ra V để mình kết nối xuống thêm với âm đi to nhá. Thì là mình sẽ kết nối qua đường tép A hoặc là đường đốc A, đốc A ở đây. Tép A hoặc đốc A ở đây nhá. Tép A hoặc đốc A ở đây. Đấy. Thì cái đường dock out này và đường tape out này thì mình đều có thể là làm tín hiệu AV để đưa xuống dưới âm đi to mà không có những âm đi to mà nó không có cái đường quang ấy, thì các bác có thể là xuất tín hiệu đường AV từ đây nhé. Đấy. Mình đưa xuống dưới âm đi to để mình nghe tín hiệu quang nhá, tức là giải mã quang ra AV đấy, tức là khi mình chuyển sang đường nói thế thì có vẻ hơi khó hiểu nhỉ. Đây nói thế này rồi thì nó dễ hiểu hơn này. Đây nhá. Khi mình đang để tín hiệu ở đường quang in này, đường đi cái tối in này, thì tín hiệu quang ngoài nó đưa tín hiệu vào đây và đưa ra công suất ra, thì nó sẽ có tín hiệu quang đưa vào đây và được giải mã thành tín hiệu AV đấy. Thì sau khi được giải mã thành tín hiệu AV này, thì chúng ta có thể out tín hiệu qua cái đường tép out ở đây hoặc đường dock out ở đây để đưa xuống dưới các con âm đi mà chỉ có đường AV không có đường quang để làm giải mã quang ra AV để nghe nhạc từ TV smart xuống các âm đi to không có đường quang nhé. Thì đây là cái cách mà rất nhiều người dùng để là sử dụng để nghe nhạc đường quang ra các loa to đấy nhá. Thì đấy con này thì mình có thể là out như thế cũng được. Ok chưa? Đấy, còn con này bản thân nó sẽ kéo được những cái dòng loa bass nó khoảng 14 độ về nhá. Đấy. À, sản xuất là 107, được chưa? Nhá, đây là DBX. Đấy, con DBX. Đấy, giá của nó 1.450.000 thôi, con này thì thế thì nó bạn em bán là 1.050.000. Thôi bán 990.000 đi cho nó nhanh nhá. 990.000. Đấy, giá cuối luôn 990.000, bác nào mua liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0966 594 581 hoặc là 097 989 1682 nhá. Em xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.